Đà Phật, kính thưa ban thánh tiết nhà đền, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân đã tới dự buổi lễ hội truyền thống của quê ta. Để tỏ lòng biết ơn tới các vị thành hoàng đã có công với dân với nước, đặc biệt là làng La Tỉnh của chúng ta, và hai vị cụ Nguyễn Văn Đức và cụ Nguyễn Văn Tân đã sáng lập ra đình và các miếu. Sau đây đội ngũ tiếp ban của khu La Tỉnh bác xin phép được tế thần, lễ tế thần xin được bắt đầu. Thank you.
đột về. Thành sơ thiên lễ ngạ tiểu tôn giờ, thank you.
trắng tiểu phố phồng thank you.
phần sơ ta phần sơ. Sau khi kết thúc phần tế lễ thần hoàng ngàn, tế thần xong thì đến
đội tế của khu Lan Cảnh Nam chúng ta đã tế lễ mẫu. Vậy chúng tôi xin mời nhân dân chúng ta có điều kiện trở về khu vực sân đình để chúng ta theo dõi và chứng kiến việc tế thần hoàng hàm của đội tế khu Nam và khu Bắc. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình cụ Dương Văn Thục do ông Dương Hà Hải và ông Dương Văn Hà đang tiến vào đình để chúng ta dâng lễ thành hoàng hàm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Buổi lễ tế thần của đội nữ tế quan của khu La Tỉnh Bắc đến đây tạm dừng. Xin mời các vị an toàn.